Xin chào tất cả anh em, ngày hôm nay thì Công Mai đang có mặt ở điểm rất đặc biệt. Ở ngay phía sau đây thì mọi người có thể nhìn thấy đó là trung tâm phục hồi chữa trị chấn thương thể thao của Gia Viễn. Nhắc Gia Viễn thì tất cả chúng ta đều biết đương kim vô địch của hai mùa HSL 6 và 7. Cùng với đó thì các cầu thủ Gia Viễn luôn vào sân với phong thái của những chiến binh, họ luôn thi đấu hết mình. Nhưng cùng đó thì chúng ta rất ít khi thấy các cầu thủ Gia Viễn gặp phải những chấn thương căng cơ hoặc là những chấn thương gì đó sau những va chạm trên sân. Thế thì bí quyết tại sao? Đương nhiên là các cầu thủ Gia Viễn sẽ được phục hồi, sẽ được chữa trị và luôn luôn họ có được sự chuẩn bị tốt nhất trước mỗi trận đấu. Và bây giờ thì anh em chúng ta hãy cùng với Công Anh đi tìm hiểu trung tâm phục hồi chữa trị chấn thương của Gia Viễn như nào nhé. Xin mời. Vâng, xin chào anh. Vâng, chào anh. Ở đây thì mình có thể, anh có thể giới thiệu qua xem là ở đây thì mình có những cái phòng như thế nào anh? Đây mình có 3 phòng anh. Dạ vâng. Đây là phòng khóa 1. Vâng. Đấy kia phòng khóa 2. Vâng. Và đối diện nữa là phòng phục hồi chức năng. Vâng. Tức là mình sẽ có 2 phòng khám này. 2 phòng khám. Rồi một phòng phục hồi chức năng đúng không? Thế thì anh em mình sẽ vào thử xem một cái phòng khám nó sẽ như thế nào nhé. Đây chúng ta cũng đang có một khách hàng. Bạn này đang chữa trị những cái gì anh? Dạ, bệnh nhân này là đang điều trị về thoát vị đĩa đệm. Vâng. Thế thì gần đây thì em cũng nghe thấy rất nhiều cái cụm từ là thoát vị đĩa đệm. Thế thì cái nguyên nhân là từ đâu đây? Nguyên nhân là từ cột sống, ví dụ người ta thể thao nhiều. Vâng. Thể thao nhiều là bị chèn ép. Vâng. Với lại cái cấu trúc xương của nó không đồng đều. Vâng. Nó gây lên cái thoát vị đĩa đệm. Tức ở đây thì mình sẽ chữa trị thì gồm có là đối với anh em mà chơi bóng đá phong trào thì sẽ thường gặp phải những vấn đề gì anh? Em thấy là hay là va chạm về cơ này, rồi là những cái vấn đề ở khớp, chỗ khớp của cổ chân này, cũng như là khớp đầu gối nữa. Vâng, ở phòng khám mình thì điều trị rất nhiều chấn thương về thể thao, nhất là về đá bóng. Dạ. Đá bóng thì thường là người ta bị trẹo cổ chân. Vâng. Và bị dây chằng. Vâng. Tức là mình sẽ phải, nếu mà trẹo thì chắc là mình phải nắn lại đúng không? Kéo nắn lại. Thế còn những chấn thương về cơ thì mình sẽ xử lý như nào này? Chấn cơ thì nếu mà có trường hợp về cứng cơ. Vâng. Cứng cơ thì mình làm mềm cơ ra. Vâng. Hay bị chuột rút, những cầu thủ hay bị chuột rút nên là do cứng cơ và mình làm cho mềm cơ ra. Mình đang có một cái lọ nước có vẻ hơi gia truyền tí đúng không? Đây là thuốc này của Gia Viễn ngâm để... khá là thơm, thì có cả rượu rồi cả thuốc bắc hay một rượu gì đó. Thuốc ngâm chữa dây thần kinh, đau. Thế thì cái này trong cái việc mà xoa bóp nó sẽ có tác dụng gì vậy? Cái này mình cho cái thuốc này vào để làm cho nó bôi vào cho nó nóng này. Vâng. Để làm cho các cái bó cơ này nó mềm ra. Dạ vâng. Đó thì là mình sẽ làm các cái bó cơ này mềm này, sau đó mình sẽ sang kia để kéo giãn cơ. Đúng. Và rồi cuối cùng là mình sẽ dùng xung điện. Mình bôi cái thuốc này là chữa đau rất là hiệu quả. Vâng, vâng. Tức là trong những cái trường hợp mà va chạm rồi có những cái việc sưng nề các thứ mình bôi này. Vâng. Va chạm rồi quá tải rồi gọi như có những cái tình huống ở trên sân là mình có thể là dùng cái này để mình xoa bóp ngay lúc đấy đúng không? Vâng. Đó thì đấy, chúng ta có thể nhìn nó là bây giờ thì ở đây đang có những cái động tác để cho anh em ở đây này, phần lưng này cũng như là toàn bộ cái phần cơ này có thể là mềm ra không? Ở các cái phần dưới chân rồi là các cái cơ khác cũng như thế đúng không? Vâng, vâng. Thì ở đây cái nước này đó, một cái này. Cái này là bôi những chỗ mình sưng này, sưng dạ. Đau dạ. Thứ mà mình bôi này sẽ giảm đau và giảm sưng, dạ, vâng. giảm nề. Thế thì còn nếu mà với những anh em mà vừa va chạm xong ở trên sân ấy, vâng. Thì mình có thể là xử lý như nào? Tức là lúc đấy là mình có thể tạm là chườm lạnh hoặc là xử lý ngay tức thời trên sân là như nào này? Về những cầu thủ mà va chạm và sưng đau luôn tại chỗ thì mình xử lý chườm đá. Vâng. Còn sau đó mình có thể là sẽ qua ở đây để, vâng. để vâng. có thể là chuẩn đoán ở đây và sau đó là dạ, đúng rồi. Những cái ví dụ như thuốc bóp ở đây hoặc là được trải nghiệm những cái chữa trị ở đây như thế này đúng không anh? Dạ đúng rồi. Vâng. Đây là vâng. đến là mình làm mềm cơ này. Dạ. Đây, tác động vào cột sống này. Vâng. Và bước thứ theo nữa là tựa sang phòng bên kia tôi giới thiệu về cái giường kéo giãn cột sống. À, kéo giãn để cho tức là chắc là lúc đấy là các cái khớp mình sẽ được kéo ra cho các cái dây thần kinh. Các đốt sống mình kéo ra, vâng. kéo ra cho nó giãn để đỡ được chèn ép dây thần kinh. Vì mấy này tôi ngồi nhiều quá chắc là anh ấy cho em thử cái này. Ok. Ok. Vâng. Giới thiệu cho anh đây là giường kéo giãn cột sống này. Vâng. Kéo giãn cột sống anh nằm lên đi. Vâng vâng. Thử cái xem cột sống mình nó giãn được đến đâu. À. Anh nằm dịch lên tí. Vâng. Đây là có một cái cữ tay đúng không? Cữ tay thì cái đấy để giữ thôi. Thả đây. Thả
Như cái nếu mà trong một cái việc chữa trị về thoát vị đĩa đệm thì lần nào đến là mình cũng sẽ kéo như này hay như này. Dạ vâng. Và một cái nếu như mà chữa trị cái này thì theo cái phác đồ tức là theo em là bao nhiêu lần một trong một một tuần là chữa bao nhiêu lần và cái tổng số lần nó sẽ khoảng bao nhiêu hay là nó sẽ tùy. Nếu mình có thời gian thì mình chữa ngày nào mình chữa thì nó tác dụng nó nhanh hơn. Dạ, dạ, vâng. Và đến nó sẽ khoảng bao nhiêu buổi này? Khoảng tầm 10 đến 15 buổi. 10 đến 15 buổi. Dạ, dạ. Ok, thế thì tôi sẽ thử cho bởi vì cá nhân Cường hôm nay thì cũng cũng có chơi thể thao, tuy nhiên là cũng ngồi văn phòng nhiều để chỉnh sửa video cũng như làm các cái những cái sản phẩm dành cho anh em ở trên fanpage của anh em có thể nhìn thấy những cái sản phẩm của trên bóng đá sân 7 hay gì đấy phủi đấy những cái video ở đấy thì mình cũng trực tiếp là phải kiểm soát rồi là lựa chọn những cái nội dung để có thể anh em up lên trên page. Là cái việc mà ngồi cũng rất là nhiều, chắc chắn là bây giờ thì anh em làm văn phòng thế đúng rồi. Thường là sẽ phải ngồi khoảng ngồi nhiều thì cơ thể sẽ chèn ép vào cột sống nó rất hay bị. Cái này coi như là nó sẽ có cái cơ chế là kéo giãn ra đúng không anh? Dạ đúng rồi. Ok, chúng tôi sẽ thử xem thì chắc chắn sẽ là một cái cảm giác cái này nằm ở đây thì hiện nay tôi đang cảm nhận thấy rằng có vẻ như là thân mình sẽ được chia làm hai phần, một phần dưới này và một phần trên ở đây thì phải. Dạ, hơi hồi hộp tí. Đang bắt đầu nó kéo chia cái phần này ra đây đúng không? Anh cảm nhận được cái thắt lưng của anh đang căng dần. Đang bắt đầu giống như là mình được kéo dài thêm mấy cm nữa. Tầm 20 phân đây. Tầm 20 cm. Kéo nữa đi. Ok. Bây giờ mình cảm nhận thấy rõ đó là cái phần đặc biệt là cái phần cơ lưng ở dưới này là đang được kéo khá là mạnh. Nó giúp cho mình cảm thấy giãn hơn cái phần ở dưới này. Đây anh em nhìn này, anh em nhìn rõ ở đây nhá. Anh em nhìn rõ này. Đấy bắt đầu nó đang kéo nữa đi, kéo đi. Đấy thẳng đây. Đấy thẳng đây rồi, cảm nhận rõ luôn. Đấy. Này kéo chân dài như hoa hậu trẻ em dùng mà thích đó. Ok, mình đang cảm nhận thấy rõ nó có một cái tác động rất rõ ràng đến cái phần ở đây, gần như là đấy, cái phần toàn bộ cột sống này thì rất là căng và giãn. Cái phần cột sống kia giống như mình đang được kéo ra nha. Và cách chắc nó sẽ có những khoảng hở giữa các cái đốt sống của mình. Dạ vâng đúng rồi. Vì cái này là để phục vụ chữa cho thoát vị đĩa đệm và cái hẹp cột sống ấy. Hẹp mình sẽ kéo ra nó sẽ giãn ra. Và tác dụng đầu tiên là cái này là, như cái này thì mình sẽ kéo vào để khoảng bao phút đấy? Để khoảng mỗi lần là kéo ra là để khoảng 3-4 phút xong rồi mình lại phải vào cho cột sống nó ổn định vào. Không mình lại kéo ra mỗi lần khoảng 3-4 lần. Em kéo vào đi, thu vào. Mình đang cảm nhận thấy rất là rõ. Bây giờ mọi người có thể nhìn thấy đây nhá, khoảng cách thì khá là lớn đấy, khoảng cách khá là rộng khi mình kéo ra. Đúng, kéo cảm giác rất dễ chịu ấy. Vâng, đúng rồi. Có lại, ok, cho anh thêm một lần nữa nhá. Đây, kéo ra đi, em kéo giãn ra. Anh em có thể nhìn thấy rõ cái phần giữa lưng của mình đây nhá. Đây, em thì nhìn rất rõ đây. Đấy, cái khoảng hai cái giường nó kéo hẳn ra khoảng cách khá là lớn ấy. Và đặc biệt là khi mà bây giờ đến cái điểm này ấy, mình sẽ lúc đầu thì cảm thấy nó hơi có vẻ là chưa quen lắm nhưng mà bây giờ mình cảm nhận thấy nó khá là dễ chịu bởi vì như kiểu là mình đang được giải phóng một cái phần nào đấy ở cái phần dưới lưng này, nó được kéo căng ra như kiểu là mình được giải phóng một cái phần nào đấy ở cái phần lưng này. Khá dễ chịu đó. Bây giờ thì anh em đến mà chữa cái thoát vị này có nhiều không? Nhiều, rất nhiều. Đa số là thoát vị chữa về thoát vị đĩa đệm. Ở đây thì chuyên đi thoát vị đĩa đệm nên anh em có thể là đến đây và chúng ta sẽ gặp anh Thắng tư vấn thêm cho. Vâng, và cái thoát vị đĩa đệm thì ngay cả đối với anh em cầu thủ thì nó ảnh hưởng như thế nào đấy? Cầu thủ thì các thoát vị đĩa đệm vận động rất là đau. Dạ vâng.
ràng là nó sẽ ảnh hưởng cái phong độ anh em thi đấu trên sân nữa. Mà nếu mà trong khoảng thời gian dài mà bị thì chắc chắn là mình cũng cảm thấy khó chịu, và cái cách hoạt động hàng ngày nó cũng vì đệm này nó sẽ gây chèn ép thần kinh và sẽ gây tê các chi. À, nó còn ảnh hưởng đến cái công việc khác nữa. Ok rồi, sau khi mà kéo giãn cái cơ này thì mình sẽ sang phòng bên kia để mình chạy sung điện đấy. À vâng. Dạ. Ok. Anh thấy kéo xong nó thấy dễ chịu không anh? Vâng. Nó rất dễ chịu. Bản thân là cái phần tôi nghĩ là cái phần cơ lưng này nó giống như là mình được đúng rồi. Gọi là giải phóng ra, nó rất là dễ chịu. Ở đây em thấy là còn cái giường này để kéo phần cơ lưng của mình này. Thì cái máy này thì sẽ như nào anh? Giới thiệu anh là cái máy này là máy tập thể lực cho các cầu thủ ấy. Vâng. Đây là tập tay anh. Vâng. Còn đây là phần tập chân những cầu thủ nào bị căng cơ, mình tập nhẹ để cho nó mềm cơ, phục hồi các dây ấy để cho cầu thủ nó nhẹ đi. Vâng. Còn đây là phần tay và phần cổ đúng không? Phần này tập tay ấy. Vâng. Còn đây là cái này là để kéo đốt sống cổ ấy. À. Kéo căng đốt sống cổ ra. Những anh em nào mà kiểu có thể là hay bị tê bì hoặc là bị hay bị cái phần cổ này có thể là đúng rồi. Cái phần này mình ngồi đây để kéo. À, ok. Rồi. Đó, đây là có những thêm những phần để anh em có thể nếu như bị đau cổ hoặc là cái phần cơ tay cơ chân của mình thì anh em có thể là tập thêm nữa nhá. Ok, còn bây giờ thì tôi sẽ sang phòng kia để xem kỹ hơn về cái phần chữa trị của anh Thắng. Đây là em giới thiệu cho anh cái máy này là máy sung điện trung tần. Vâng. Máy này nó sẽ là gì anh? Cái máy này tác dụng để làm mềm cơ đây. Vâng. Và thông kinh lạc để chữa các đau như mỏi cơ. Tức là cái này nó sẽ dùng xung điện đúng không ạ? Vâng, xung điện. Đấy. Bây giờ anh thường anh đá bóng thì thường anh hay mỏ bắp chân này. Đúng rồi, bắp đùi. Vâng. Rồi em sẽ làm thử cho anh. Okay. Cái chỗ mà thường những các cầu thủ với này các vận động viên hay đau nhất. Anh em thấy chuyên nghiệp không? Nếu mà nói về đá bóng thì tôi chỉ kém Phương Vô Tu một tí thôi. Lúc đầu tiên thì mình sẽ làm mềm cơ giống như cái bạn khách lúc nãy đúng không ạ? Dạ vâng đúng. Sau đó thì mình sẽ kéo... Cái giai đoạn cái chạy xung điện này là mình làm lúc cuối, mình kéo giãn xong rồi mình làm cuối cùng. Tôi bé tôi đã từng bị điện giật, anh em mình nhìn đấy. Đúng nên là nghe đến điện thì cũng hơi sợ một tí, nhưng mà tôi sẽ thử xem là liệu rằng ngày hôm nay thì cái cảm giác về xung điện có giống như lúc tôi bị điện giật ngày xưa. Ở trung tâm của mình thì sẽ mở cửa từ thời điểm nào đây? Trung tâm mình làm tất cả ngày trong tuần và làm việc từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. À, 8 giờ tối. Anh nằm xuống thư giãn thoải mái. Đấy. Em bắt đầu chạy nhá. Vâng. Wow. Cái cảm giác nó giống như là đang có rất là nhiều cái tia điện nó tác động vào cái phần phần đùi của mình. Anh cảm giác như thế nó thoải mái chứ? Nó nhưng mà cái này như là nó có nhiều cái loại xung điện đúng khác rồi. Nhau đúng không? Các điện này nó chạy bằng những bó cơ ấy. Vâng. Bó cơ với các dây thần kinh. Vâng. Cái này thì mình sẽ sử dụng cái xung điện trong khoảng bao lâu? Khoảng 20 phút. Mỗi lần 20 phút. Vâng. Và em cảm thấy như là nó cũng có nhiều cái mức độ nhiều cái. Đúng rồi. Nó nhiều chế độ ấy. Vâng. Lúc đầu chúng ta quần đấy, tầm này cảm giác rõ luôn, cảm giác nó giống như là đang có rất là nhiều những cái tia điện nó ở một cái mật độ diện tích lớn và nó kiểu như tác động đúng giật thẳng vào cái phần bắp của mình luôn đấy. Nó mát xa cái vùng cơ ấy. Nó có những cái đấy, cái này giật sau đó lại có những cái là lúc đấy êm đấy. Một cái cảm giác rất là phê nhỉ? Một cái cảm giác rất là lạ, nói chung là cảm giác nó rất là hay, nó giống như là đang có rất là nhiều những cái tia rất là nhỏ nó tác động đến cái phần đùi cũng như cái phần bắp chân của mình. Cái này thì hình như là chắc là nó cũng có tác dụng là để cho chúng ta là tránh phải những vấn đề căng cơ và chuột rút trên sân đúng không? Đúng rồi.
vừa là massage và vừa gần như hỗ trợ gọi là khởi động và làm nóng gọi là tất mình cả mình xung điện này là lúc vào mình tập luyện đá bóng là mình không hay bị chuột rút. Dạ. Ok. Một cái cảm giác rất hay, nó anh em phải đến đây để mà trải nghiệm thực tế, bởi vì là đấy cái xung điện nó chạm vào mình và nó lại giật theo rất là nhiều cái chế độ, chứ không phải chỉ có một chế độ là cứ đều không. Và có lúc thì nó lại giật mạnh, có lúc giật nhẹ, và gần như là nó lại có chia ra rất là nhiều cái bài khác nhau. Anh cho em thử một tí ở lưng được không? Rồi, ok. Bởi vì như giới thiệu anh em đó là cá nhân mình thì cũng hay ngồi, mặc dù là đấy cũng cuối tuần thì cũng có ra sân với anh em này, rồi là cũng thi thoảng có đi đá bóng, anh em cái gì đấy, clip của Mai ở trên gì đấy phủ rồi. Nhưng mà nhiều khi thì cái việc trong một ngày thì cũng ngồi trong phòng khá là nhiều, và chắc là nhiều anh em cũng giống như mình thôi. Thì đây mình sẽ đang trải nghiệm và sẽ chia sẻ lại anh em xem liệu rằng nó có hiệu quả đến đâu và chúng ta mới áp dụng được với những anh em như nào đấy. Thường những cầu thủ với để ấy là thường đau chỗ ngang thắt lưng này nhỉ. Được. Đấy, thường đau ngang thắt lưng này. Đúng. Nên mình chạy cho mềm cái bó cơ, bao cơ đó các lên kinh ở chỗ thắt lưng này nhé. Em là hoạt động sân 2 nhiều rất dễ. Rồi ok anh nằm luôn đi. Lưng này cảm nhận rõ hơn ấy. Lưng này cảm nhận rất rất rõ. Lưng này cảm nhận giống như là nó đấy, có rất nhiều xung điện tác động và mình cảm nhận thấy rõ ràng hơn so với bắp chân. Nhưng có thể là do cái phần bắp chân là nó cũng ít những cái kiểu dây thần kinh nhạy cảm hơn ở đây. Các cột sống thắt lưng này nó nhiều dây thần kinh với cái bó cơ thì mình cảm giác đây là cảm nhận rất là phê. Anh em thử nhá, anh em nếu anh em nào đang theo dõi video clip này trên bóng đá sân 7 hay trên gì đấy phủi và cả những kênh khác nữa của anh em phủi thì anh em có thể đến đây với địa chỉ ở đây. Anh Thắng cho em xin lại cái địa chỉ nhá. Cứ mai sẽ để cả cái địa chỉ chạy ở trên chân video để anh em có thể địa chỉ của cơ sở mình là ngõ 39 Lê Văn Lương, tòa nhà Việt Đức Complex. Tòa C, tầng 11 phòng 102. Số hotline của cơ sở là 0376888888. Rất nhiều tám. 508. Mình sẽ để cái số điện thoại trên này để anh em có thể liên lạc trước với anh Thắng với anh em ở đây. Đấy thể nếu anh em nào mà có vấn đề gì các bạn có thể tư vấn online cũng được. Và nếu mà gần đây thì hoặc là có điều kiện anh em hãy qua đây để có thể trải nghiệm thử những cái phương pháp chữa trị ở đây nữa. Đó. Wow. Đấy. Thực sự thì cái cảm giác ở đây rất là hay, cái cảm giác của cái phần xung điện ở lưng mình rất là rõ rệt, nó như này, lại như mình massage vùng cơ, nhưng mà nó lại một cái cảm giác rất là khác. Vì massage kia thì chỉ có hai tay thôi, hoặc là những cái mình day thôi, nhưng mà đây nó là các cái xung điện cảm rất là hay. Sau khi mà vừa kéo căng cơ lúc nãy, bây giờ được sang đây để mà làm cái xung điện này cảm giác rất phê, rất dễ chịu. Và đấy giống như một cái lộ trình những chữa trị nó sẽ khoảng tầm 10 đến 15 buổi đúng không? Và tùy từng mức độ mình bị nặng hay nhẹ. Thường thường những người bị đau lưng gọi là bình thường ấy thì khoảng 3-4 hôm. Còn những thoát vị đệm nặng nhất thì cũng phải tầm 10 đến 15 ngày. Còn nếu mà với những anh em căng cơ, hoặc là có rất nhiều anh em đó là cái mật độ đá giải nhiều quá này, hoặc là cái tần suất mà anh em đá, hoặc là đấy ví dụ là đá những trận căng nhiều, đá những đá giải nhiều này. Mình có thể đến đây để mình làm mềm cơ rồi là mình có thể sử dụng những cái dịch vụ kiểu như này đúng không? Rồi đúng rồi. Ok, rồi để cho cảm giác ra. Rồi. Rồi, một cảm giác nó thực sự là dễ chịu và nó như thế nào? Hơi khó tả một chút đấy, tôi nghĩ là anh em có thể là nếu mà có cậu anh em hãy đến đây nhá để trải nghiệm thử. Và có lẽ còn tùy mỗi anh em, cũng có những người sẽ hợp với cách chữa này, có những người thì có thể là chưa hẳn là hợp, thì
mình thử xem, bởi vì tôi thấy là như cá nhân tôi thì cảm nhận thấy nó có những cái tác động rõ ràng đến cái phần cuộc sống của mình. Like và share nhịp đập Ai Phủi và Ai Phủi TV để theo dõi thêm những video hấp dẫn nhé anh em.